Chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chữa cho các bạn một cái bài tập nho nhỏ này, làm bài tập điền giới từ trong tiếng Anh. Trong này thì có 5 câu tất cả. Và trong 5 câu này thì có bao gồm 5 cái cấu trúc có động từ và giới từ đi kèm mà chúng ta vẫn hay thường gặp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa luôn cái bài tập này nhé. Câu đầu tiên này. He's keen collecting coins. Với cấu trúc này các bạn thấy là có từ keen đúng không nào? Keen thì câu này. Thì với câu này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc như sau này. To be keen on something hoặc là doing something. Câu này có nghĩa là say mê cái gì đó hoặc say mê làm việc gì đó, được chưa nào? Thì keen này đi với giới từ on nhé. Thì các bạn sẽ điền từ on vào đây. Được chưa? Đó. He's keen on collecting coins là anh ta say mê sưu tầm tiền xu. Câu số 2. I usually give the common stamps to my friends. Thì câu này có nghĩa là tôi thường tặng những cái con tem phổ biến cho các bạn của tôi, những cái con tem phổ thông ấy. Thì câu này chúng ta có cấu trúc như sau nhé. Với động từ give, các bạn sẽ có cấu trúc là to give away. Đó, away something to somebody có nghĩa là cho ai, cho cái gì đó cho ai, cho đi mà không cần mong nhận lại. To give away something to somebody, cho tặng cái gì đó cho ai luôn, thì câu này sẽ là give away. Ok, xong này. Câu số 3. Tôi phân loại những cuốn sách của tôi thành những nhóm khác nhau. Với động từ classify là phân loại thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau này. To classify something, được chưa nào? Into. Đó, phân loại cái gì đó thành những nhóm gì chẳng hạn. Đó thì classify something into. Đó, các bạn điền giới từ into vào đây. Into nhá. Rồi này, câu số 4. Books provide the reader so many facts and so much information. Có nghĩa là sách vở, sách thì mang lại cho người đọc nhiều những cái sự kiện thực tế và nhiều thông tin. Với động từ provide, các bạn chú ý với động từ provide, chúng ta sẽ có hai cái cấu trúc đi liền với nó như sau này. Mình sẽ viết xuống dưới này nhé, cho nó dễ nhìn nhé. To provide somebody, nếu đằng sau động từ provide là người luôn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điền giới từ with something, có nghĩa là cung cấp cho ai cái gì, được chưa nào? Nếu đằng sau động từ provide là người luôn ý, thì chúng ta điền giới từ with something. Còn nếu đằng sau động từ provide là vật, to provide something chẳng hạn, thì lúc này chúng ta lại điền giới từ for somebody là cung cấp cái gì cho ai. Đó, thì các bạn xem là ở trên này nhé, là đằng sau động từ provide ở đây là the reader, tức là người đúng không nào, người đọc, thì chúng ta sẽ điền giới từ with. Đó, cung cấp cho ai cái gì, điền giới từ with. Người trước, vật sau thì điền giới từ with. Còn nếu là vật trước, người sau thì điền giới từ for, được chưa nào? Rồi, cái câu cuối cùng này. John is very interested in. Đó, in all sorts of sports. John thì quan tâm thích thú đến mọi thể loại thể thao, được chưa nào? Mọi loại. Câu này chúng ta tuân theo cái cấu trúc như sau. To be interested in something. To be interested thì là đi với giới từ in các bạn nhé, có nghĩa là quan tâm, thích thú đến cái gì đó, được chưa nào? Rất là thích thú một lĩnh vực gì đấy thì đi với giới từ in. Rồi, thì trong một bài này chúng ta có 5 câu thôi, nhưng mà nó lại đưa ra 5 cái cấu trúc với giới từ rất là quen thuộc mà chúng ta hay sử dụng. Thì các bạn hãy ghi luôn 5 cái cấu trúc này, những cái tính từ hoặc động từ đi với giới từ gì, để các bạn ghi nhớ luôn nhé, và ghi nhớ cả nghĩa của chúng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn nút subscribe để chúng ta cập nhật những cái bài học mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Goodbye!